Tuổi Nhâm Tý 1972, cứ xây nhà năm 2022 Nhâm Dần sẽ được hưởng lộc trời ban, tiền bạc kéo đến âm âm. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, người dân Việt Nam ta từ xưa đến nay vẫn thường có quan niệm rằng an cư lạc nghiệp, một căn nhà vững chắc, yên ấm sẽ là hậu phương cho con người yên tâm theo đuổi mục tiêu, vươn đến thành công lớn lao trong công việc và cuộc sống. Chính vì vậy, gia chủ tuổi Nhâm Tý trước khi có quyết định xây nhà năm 2022 Nhâm Dần cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng để thiết kế được một ngôi nhà thuận theo phong thủy và có thể mời đón thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ và sự hanh thông thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các chuyên gia tâm linh, thì trong năm mới Nhâm Dần 2022, không phải bất kỳ con giáp nào cũng hợp tuổi để xây nhà. Nếu như gia chủ Nhâm Tý 1972 đang có ý định xây nhà năm 2022, thì hãy liên hệ theo dõi chương trình ngày hôm nay để không gặp phải những đại kỵ dẫn đến tai bay vạ gió, đại họa triền miên. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi. Để xây được nhà, yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến là kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Nhâm Tý 1972 bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 51 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm phải 3 điều kiêng kỵ khi xây nhà, đó là kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Nhâm Tý muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông, thuận lợi nhất. Sau khi xét xong các yếu tố về tuổi, quý vị cần lưu ý xem xét đến hướng đất, hướng nhà có làm được hay không. Và ở trên sẽ như thế nào? Quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát về cát hung từng hướng nhà. Mệnh chủ tuổi Nhâm Tý thuộc cung mệnh khảm có 4 hướng tốt, hướng Bắc phục vị, Đông thiên y, Nam diên niên, Đông nam sinh khí. Bên cạnh đó có 4 hướng xấu, Tây họa hại, Tây nam tuyệt mệnh, Tây bắc lục sát, Đông bắc ngũ quỷ. Nếu mệnh chủ may mắn ở hướng Đông tứ mệnh thì xin chúc mừng, còn nếu ở hướng Tây tứ mệnh bao gồm các hướng Tây, Tây nam, Tây bắc, Đông bắc thì đều là những hướng xấu. Nếu nhà của mệnh chủ tuổi Nhâm Tý nằm trong những hướng này có rất nhiều chuyện phiền phức xảy ra. Vì nên mệnh chủ cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu làm bằng gỗ đào, hóa giải nhà không hợp hướng. Gương đã được thầy khai quang trì chú theo pháp của đạo gia, giúp công năng phong thủy của gương được phát huy tốt nhất, giúp cho gia chủ hóa giải được tai ách thị phi do nhà sai hướng gây ra. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng xem năm 2022 Nhâm Dần hướng nhà nào xây tốt nhất cho tuổi Nhâm Tý. Thứ nhất là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn canh, Sậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy trong nhà xuất hiện trộm cướp, có người chết trận, bị giam cầm, gia động không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh, xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa, cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Gia chủ tuổi Nhâm Tý mà ở nhà hướng Tây rơi vào cung họa hại. Họa hại là sao lộc tồn, hành thổ, là một hung tinh gây ra nhiều hung khí, gây nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên để hóa giải khí xấu của nhà bị phạm cung họa hại, mệnh chủ Nhâm Tý cần treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu làm bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên dùng để hóa giải nhà không hợp hướng. Thứ hai, hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn tuất, càn, hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, sao lục bạch tài tinh đào đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này, chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng, quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng, công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc, chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt.
nếu suy quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu, gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc nên treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý, đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Tuy nhiên, với mệnh chủ tuổi Nhâm Tý mà ở nhà hướng này thì không hợp hướng, bị phạm vào cung lục sát, mà lục sát là sau văn khúc, ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh, đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi. Nó là hung tinh nhưng so với các sao khác đỡ hung hại hơn. Để hóa giải nhà không hợp hướng sự hung bạo của sao văn khúc tinh gây ra, mệnh chủ tuổi Nhâm Tý cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào để có thể hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy hàng đầu chuyên hóa giải nhà không hợp hướng. Hơn nữa, ở kênh Phong Thủy Gia Cát, gương bát quái tinh cầu đã được thầy khai quang, chỉ chú xem ngày sử dụng đối với từng gia chủ. Vậy nên sẽ phát huy được tối đa công năng, mang lại may mắn, bình an cho gia chủ tuổi Nhâm Tý. Tiếp theo là hướng Đông Bắc, gồm ba sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5-67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế, Mậu Kỷ, Đô Thiên. Những nhà tọa mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải, hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, với gia chủ Nhâm Tý mà ở nhà hướng này không hợp hướng, bị rơi vào cung ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh, thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó gây ra những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở nhà hướng này do tương khắc với ngũ hành nên sẽ gây nhiều mối nguy hiểm. Vì vậy, để hóa giải hung họa do nhà bị phạm ngũ quỷ, mệnh chủ Nhâm Tý cần phải treo trước cửa một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải những xung sát do nhà phạm hướng ngũ quỷ gây ra. Thứ tư, hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5-247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, tọa Sửu hướng Mùi phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Nhưng gia chủ tuổi Nhâm Tý nên lưu ý, nếu mà ở nhà hướng này bị phạm vào hướng nhà tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong 8 sao. Nó sẽ gây ra tuyệt khí, tử khí vào nhà, gây tai họa cho gia chủ. Khi xuất hiện ở hướng này, sự nguy hại của nó đỡ khốc liệt hơn so với xuất hiện ở Đông Trạch. Nhưng cho dù gặp về tương sinh về ngũ hành, nó cũng là sao có thể gây ra tai họa. Thứ năm, hướng Bắc. Hướng Bắc gồm ba sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đào đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có thủy phóng quang, khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư, thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng có lợi cho tài văn chương, các công việc về văn, nếu suy dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập, chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách nên đặt một tháp văn xương để kích vận, ngay sau Nhất Bạch, giúp cho đường quan vận học hành của những người trong gia đình, hành thông, may mắn. Đây là căn nhà hợp hướng với gia chủ Nhâm Tý, mệnh chủ tuổi Nhâm Tý mà ở hướng này thì được phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh có tác dụng tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh, mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, gặp hung tinh, mọi sự xa suốt theo. Vậy nên mệnh chủ cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Thứ sáu là hướng Nam. Hướng Nam gồm ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5-202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Tý hướng Ngọ bị phạm vào Tam Sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, Tam Sát được giải thích chia làm ba dạng, tuệ là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát.
tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp phượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát, tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng sẽ vì thế gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Bên cạnh đó, những gia chủ Nhâm Tý 1972 mà ở nhà hướng nam được hợp hướng, hướng diên niên hay phúc đức, tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, số phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Hơn nữa lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên, bản thân nó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Để kích hoạt thêm vượng khí, quý vị cũng nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu, một pháp khí phong thủy chiêu tài. Để kích hoạt thêm vượng khí, quý vị cũng nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu, một pháp khí phong thủy để chiêu tài hàng đầu, mai hoa phú quý. Hai pháp khí này đều đã được thầy khai quang trì chú theo pháp của đạo gia, giúp vật phẩm phát huy công năng tốt nhất, trấn sát, chiêu tài lộc cho gia chủ tính Nhâm Tý. Thứ bảy là hướng đông. Hướng đông gồm 3 sơn giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Mậu Kỷ đô thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh, trường khí rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với gia chủ tuổi Nhâm Tý mà ở nhà hướng đông hợp hướng, được hướng thiên y. Thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, giúp gia chủ giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Tuy nhiên, nếu ở nhà hướng này, do thiên y bị giảm sút không phát huy được tối đa công năng do gặp phải ngũ hành tương khắc. Cuối cùng là hướng đông nam. Hướng đông nam gồm 3 sơn thìn, tốn, tị, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn, tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông, thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý, mang lại may mắn, bình an nhất. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Nhâm Tý mà ở hướng đông nam thì hợp hướng là hướng sinh khí. Sinh khí là sao tham lang tinh, ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí ở Tây Trạch gặp càn đoài, bị hành kim khắc nên thuộc tính tốt, bị khống chế, gặp cấn, khôn cũng bị tương khắc nên thuộc tính giảm. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.